哎。 Là cái mấy con? Gặp biết con. Mấy con còn nữa thì em phải đổi lại cho. À, em lên trước 5 con. À. Còn con kia lên sau nha. Ngon không? Đầm lắm. Mập. Con gì vậy? Con hào mày ơi. À. Vô. Cho mình luôn rồi ông ơi. Rồi rồi ok. Bên tay về mà cắt không có kịp thật. Hình như kênh đi làm tạo con máy cả đứng không này. Chứ đâu phải là con máy không, con máy không bằng được. Có đang bồng cho mà anh ba hào mà. À, bồng 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 nha. Đi duyên. Đi duyên. Cảm ơn hào. Cho nó ăn hai chân súp trước cái thôi. Em ăn súp trước thôi. À mày em đâu ăn hả? Này ăn con hào trước rồi ăn tôm tít này. Để về nó cứ để về cho đêm ăn chút. Bồng con cho con mì chuyển ăn thôi rồi. Để bồng con ăn trước. Con ăn chi? Con thích ăn cái gì? Em mẹ đang ăn mà để cho mẹ ăn không ngon con nhá. Đấy còn cái gì ở kia đây, tôi đi cho khách chưa được chưa.
nó nấu kiểu miếng. Nhịp năm hôm ấy. Tôi đi làm với 4 năm làng con đấy. Đây. Cho đôi lớn lên ăn nha. Ăn được. Vâng, đôi vòng tay của bà rồi. Ra được rồi rồi. Ngu nó tôm đầy mà ăn cũng ngấp. Ngon không? Cái nó ngon không? Ăn được hết sao ăn? Ở đây, ăn lâu lắm. Chiếc quay con tôm. Quay tôm à? Quay áo ai kể gì? Ai nổi chi kể hồ. Cá cứ ăn. Cái chân đéo thịt mà. Cầm hai đầu chặt luôn. Ăn cho mấy ngốt. Chặt luôn. Nó phải tràn lọc ra từ từ. Nó cầm chặt. Nó bổ vào mồm em luôn. À. Súng lắm. Súng ăn. Ăn nữa. Ai đâu bỏ? Ăn tôm với ta. Và gửi cái clip nào quá ấy. Và gửi cái clip nào quá. Thank you.
mang cho hết cái nước đá con chết đi. Tiếp hả? Bật tôm nữa nữa hơn nữa.